Sự kiện quan trọng này đã kết thúc thành công giai đoạn lắp đặt, chạy thử sang công tác hiệu chỉnh và tối ưu hóa hệ thống để đảm bảo nhà máy phát điện đúng tiến độ. Với công suất 600 MW, đây là dự án nhà điện có công suất tổ máy lớn nhất Việt Nam hiện nay, hòa lưới điện thành công. Khi dòng điện của nhà máy lên lưới điện quốc gia sẽ tìm và nhận tần số thích hợp và tích hợp vào hệ thống lưới điện. Dòng điện của tổ máy số 1 rất mạnh, vượt gần gấp đôi so với dự tính 58 MW. Trước đó, nhà máy đã hoàn thành công tác thông thổi lò hơi ngày 2 tháng 12, đốt than lần đầu. Ngày 24 tháng 12, những dòng hơi đầu tiên được đưa vào tua bin và thử thành công ở mức 700 vòng một phút, sau đó nâng dần lên mức tối ưu 3.000 vòng một phút. Các thông số về độ dung, nhiệt độ đều đạt yêu cầu thiết kế cho phép phát điện.